Hello, chào mừng các bạn quay trở lại channel của mình đây. Hôm nay mình chơi tám tự nhiên tổng hợp nhé. Cái chết phải là sao ra. Chơi như giá là không cứu chết. Chết góc cưới chết. Ok, đây là một cái tự nhiên mà kinh dị. Rồi hiện tại mình đang ở trong một căn nhà ma đây, mình sẽ đi tìm tất cả những món đồ để thoát ra khỏi ngôi nhà ma này nhé. Không biết có điều gì bí ẩn đây không? Bốn số 1, bốn số 2. Ông đang ngủ đây này. Không kết nối được. Bộ số 1, bộ số 2 rồi. Rồi mình biết là bà ấy đang ở bên ngoài. Mình sẽ đợi một xíu nhé. Thế mình phát hiện rồi. À may quá nha, ở đây có khẩu súng. Oh yeah. Đâu phải ra đây xem nào. Oh my god. Rồi xong đời nhà bà luôn. Ui. Chết nó còn cua. Oh, what you bet on? Ok, mình sẽ lấy chìa khóa ông này đi này. Chìa khóa để mở cánh cửa của ông lấy ra nhé. Không biết trong này có gì không. Rồi, một can xăng. Thế thì chết luôn. Ừ, sẽ làm hình đây nhá. Bắt mạng ra. Ồ, chìa khóa cắt cây này. Là thằng mắn luôn. Chị quay lại lấy thông tin này nhé. Không có. Ô một cái sạc cạnh. Ok tuyệt vời thế nhỉ. Ô
Hay lắm. Cho kẹo mình đốt ra. Ôm một cuộn giấy á, chả có gì. Đây là cái buji. Buji bình xăng. Xò khe. Một cái bình xăng. Nếu mà chả có gì luôn. Cái vô lăng này. Bà xuất hiện rồi. Oh, she do. Oh, tía thì bắt. Oh, quay ra đứng nè. Mặc kệ ông đấy nha. Oh, thôi đấy, dường như là mình sẽ không cần đâu. Ui giời ơi. Thôi mình sẽ chuyển qua game khác nhá. Đây game chú mèo. Chúng ta sẽ chuyển một nhân vật khác. Bao nhiêu tiền? 6.500. 4.500. Ê, sẽ chuyển sang con này nhá, ok. Chú mèo chúng ta đang lái một xe tăng. Rất là đẹp. Tí xuống đây lượn lên nào. Tí xuống đây lượn. Ôi gì từ á. Mình sẽ chọn một nhân vật khác. Ê, chỗ này đi. Quần áo. Thank you. Ouais, c'est
pháo nhỉ. Rồi, ok. Chúng ta sẽ chuyển qua game khác nhá. Tắc tôm. Đây, sẽ dùng thứ ngựa đi. Next round. Ok, hiện tại mình đang dẫn đầu luôn rồi. Haha, chiến thắng luôn. Toàn là những tiền cũ đó. Tắm theo tình trường đắt nhờ. Mình sẽ dùng chú mặt tôm này. Rồi bắt đầu tiếp tục chiến thôi. Rồi mình sẽ chuyển qua game tiếp theo nhé. Đây, hit mát này. 5 giờ nóng nhỉ. Hả? Đi chơi đó. Tối qua chơi à? Bắn nào nhỉ? Help me, phải cứu cô gái vậy. Okay.
bắn luôn. Ui. Bắn người như kiểu là bắn chim á. Ok. Hôm qua game khác này, game Cybergirl. Làm gì đây nhỉ? What to do? Mình sẽ lấy cây này nhá. Ôi, có lửa rồi. Một cái khủng long. Come on. Ui, chạy luôn. Ok. Và tiếp theo này. No. Level 107. Ồ, mà anh chàng taxi này. Có không nhỉ? À, người yêu cũ. Bây giờ sẽ xe lên xe đi thôi. Xuống xe mới làm gì đây nhỉ? Ồ, một ông bảo vệ à? À, không phải ông bảo vệ. Ồ, nói chuyện lâu ấy nhở. Rồi. Xích, ông lấy và chạy thôi. Có vẻ là màn hình hơi sáng xíu nhỉ. Rồi, ok. Ồ, một ông công an. Hello, ông công an. Thì mình sẽ đưa túi sách cho ông ấy kiểm tra nhá. Ok, rất sexy. Chúng ta bắn tiếp theo rồi. Wow. Chúng ta sẽ chọn là rồi. Công an ra kiểm tra và đã được ấy rồi. Được kiểm duyệt. Ô hồ, mình sẽ hát nhờ. Đúng rồi. Không, mình sẽ chuyển qua game khác nha các bạn nhé. Game gì mình chơi rồi. Sumi the Tsunami. Ôi, chúng ta sẽ làm nhiệm vụ này. Ninja. Ôi, phi tiêu. Không đủ người để chém kia các bạn. Ôi, chúng ta sẽ đi thu thập hoa quả các bạn. Mình đã chiến thắng rồi. 1.000. Ok. Có 4 con zombie luôn. Ok.
tôi không đủ người để đẩy xe đấy nhỉ. À, đáng tiếc. Ui, ý chết kìa. Chúng ta chém hoa quả. Oh, đâu. Ok, mình sẽ chuyển vào game khác nhá. Đây, game này đi. Rồi, chết một thằng rồi. Ok, chết hai thằng luôn. Oh. Đâu rồi, thằng kia chạy đâu rồi? Rồi, chết to luôn kìa. À, nó ở trong đây. Rồi, vậy là mình đã chiến thắng luôn. Ok, chúng ta sẽ chuyển qua màn tiếp theo nhé. À, chạy đâu rồi? Rồi, lại chiến thắng rồi. Ok, chúng ta sẽ chuyển qua lần thứ 3 nhé. Ôi. Ui, chạy 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 chạy. Rồi, ok. Còn thằng nào nhỉ? Rồi, ok, là chiến thắng luôn. Chúng ta sẽ chuyển qua game tiếp theo nhé. Đây, game này đi. Ok. Chúng ta sẽ đi thu thập những viên kim cương. À, mình sẽ vừa đi thu thập kim cương vừa đi thu thập chuyện cái luôn nhé.
chữ N này. Thôi bây giờ mình cho chết để chữa anh khác bạn nhé. Ok. No, kill. À, đúng qua nhỉ. Game, còn game gì mình chưa chơi nhỉ? Ok, chơi hết rồi. Rồi mình sẽ dừng clip ở đây. Các bạn thấy hay thì nhớ đăng ký và subscribe để ủng hộ mình nhé. Bye bye các bạn.